sau khi viên đá vỡ nát ninh phong cùng cô kỳ vô cùng bất ngờ sau một lúc ninh phong nhìn cô kỳ đầy lo lắng cô kỳ em biết mới thức tỉnh mà đã chuyển chức thì có chút kỳ lạ nhưng cô cũng biết em từ lâu rồi ít nhất cô cũng tin em tưởng em với tư cách là một con người đúng không nghe những lời này trong lòng cô kỳ lo lắng quả thật thằng bé từ nhỏ đã mất bố mẹ lại thức tỉnh muộn hơn so với những người khác có thể giữ được tinh thần lạc quan và tích cực như thế này đã không hề dễ dàng gì rồi sau một lúc suy nghĩ cô kỳ thận trọng nói về cá nhân cô thì cô tin tưởng em như là trách nhiệm cô vẫn phải báo cáo chuyện hôm nay lên phía trên hy vọng em có thể hiểu nghe những điều này ninh phong cũng chỉ có thể nói em hiểu mà tất nhiên là em hiểu trong lòng ninh phong lo lắng không biết tình hình sẽ như thế nào sau khi biết chuyện này chính phủ sẽ phản ứng ra sao phương án cuối cùng chỉ có thể rời khỏi thành phố tần du này thôi ninh phong đang suy nghĩ thì cô kỳ gọi ninh phong ninh phong trong suy nghĩ tỉnh lại thì phát hiện trong tay cô kỳ có một vật gì đó đang phát sáng khi này cô kỳ đưa đến trước mặt ninh phong một quyển sách đây là quà cô chuẩn bị cho em chúc mừng em đã hoàn thành thuận lợi nhất chuyển. Ninh Phong rất vui vẻ nhận lấy, sau một hồi suy nghĩ Ninh Phong lại nói, cô kỳ, mấy năm nay cảm ơn cô đã chăm sóc em, vừa hay em cũng có một món quà cho cô. Khi này Ninh Phong cũng lấy ra một trang bị màu cam, cái này là phụ kiện thắt lưng, thánh thiết vũ dật, yêu cầu cấp độ 30, tinh thần cộng 20, 50% hiệu quả phục hồi và trị liệu thể lực, cộng 100% kháng thuộc tính bóng tối, người đeo sẽ không cần đọc chú khi sử dụng các loại phép thuật hồi phục, có thể khảm ba nhìn thấy trang bị này cô kỳ hai mắt sáng lên vì bất ngờ cô lắp bắp trang bị cam sau còn có hiệu quả không cần đọc chú thuật có thể cứu mạng vô số người trong thời khắc quan trọng nhìn món quà giá trị vô cùng lớn này cô kỳ vội vã khua tay không dám nhận nhưng ninh phong vẫn cười nói đây là chiến lợi phẩm mà em có được lúc làm nhiệm vụ chuyển chức không tốn tiền nên cô cứ nhận lấy bạn em còn đang đợi ở kia nếu không có chuyện gì nữa thì em đi trước đây ninh phong nói xong thì cũng đưa trang bị cho cô kỳ rồi vội vã rời đi nhìn bóng lưng hai người rời đi Cô Kỳ hiện lên sự lo lắng trong ánh mắt, lại đem trang bị cam tặng cho người khác, Ninh Phong rốt cuộc em là người như thế nào? Trở lại văn phòng hội mạo hiểm giả, Cô Kỳ cũng đến đây báo cáo sự việc cho Cô Ảnh. Nhìn những mảnh vỡ của tinh thạch đen, Cô Ảnh cũng nói đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy sự việc này. Khi này Cô Kỳ rất lo lắng, vì nếu như hội mạo hiểm giả coi Ninh Phong là kẻ thù thì cô cũng không biết phải xử lý như thế nào. Nhưng khi này Cô Ảnh cũng đứng lên nói, "Thôi bỏ đi, chuyện này dừng ở đây thôi." Nghe điều này Cô Kỳ vô cùng bất ngờ hỏi lại: dừng ở đây thôi là có ý gì cô ảnh khi này nhận định học sinh ninh phong này của cô đã vượt qua tầm hiểu biết hiện giờ của chúng ta nếu cậu ta thật sự là một cường giả chúng ta nên đấu tranh tới cùng chứ không nên quá đào sâu vào chuyện này khiến đối phương tức giận lúc này cô gái che mặt cũng lên tiếng chúng ta không cần báo cáo chuyện này sao cô ảnh gật đầu không cần tạm thời dừng việc điều tra ninh phong lại và niêm phong toàn bộ thông tin này một cách nghiêm ngặt nghe cô ảnh nói đến đây thì cô kỳ đập tức giơ tay tán thành trong lòng cô cho rằng ninh phong vẫn còn trẻ lại không có bối cảnh gì nổi bật sẽ là một lá chắn che tai mắt của người khác. cô ảnh suy nghĩ một chút lại lên tiếng. nếu Ninh Phong đã không muốn bại lộ bí mật của mình thì chúng ta nên đặt trọng tâm lên người đấu sĩ kia. dù sao thì bây giờ cũng là lúc tuyển người. nếu như chúng ta tuyển thêm một người mạnh nữa cũng không hại gì. cảnh chuyển đến nhà của Ninh Phong sau khi gặp Ninh Phong Đỗ An đã quyết định trở thành tùy tùng của cậu. nhìn sắc mặt Ninh Phong Đỗ An nói, đại lão có vẻ hình như ngày không được vui cho lắm. Ninh Phong nằm trên ghế chậm rãi nói, giáo viên vừa gửi cho tôi một tin nhắn nói rằng cấp trên đã hủy bỏ cuộc điều tra về tôi điều này là chuyện tốt đúng không đỗ an khó hiểu hỏi ninh phong thở dài nhưng tôi đang lo lắng cho việc tăng cấp sau này mỗi lần đều phá một bí cảnh động tĩnh như thế thì quá lớn hiện tại đã bị chính phủ để mắt tới nếu cứ tiếp tục thế này sớm muộn cũng bị phát hiện nghe mấy lời này trong lòng đỗ an chấn động không hổ là đại lão ngay cả những lo lắng cũng khác với người bình thường như mình mỗi lần đều phá một bí cảnh nếu không phải tận mắt chứng kiến thì mình cũng không biết nên trả lời như thế nào sau một lúc suy nghĩ đỗ an nói Thật ra nếu không tăng cấp ở các bí cảnh mà chính phủ chuẩn bị cho, thì có đỡ hơn chút nào không?" Nghe gợi ý này Ninh Phong vô cùng chú ý, lúc này Đỗ An nói rõ, gần đây thế giới xảy ra dị biến, xuất hiện nhiều bí cảnh mới. Có một số quan chức chính phủ không muốn tốn sức và tài nguyên xử lý nó, cũng có một phần bị thế lực tà ác chiếm dụng. Nghe đến đây hai mắt Ninh Phong sáng lên, cách này cũng được đấy, thông tin về bí cảnh này anh lấy từ đâu?" Đỗ An tiếp lời, "Hiện tại tôi biết có hai cái, nếu đại lão cần, tôi có thể đi thu thập thêm." Ninh Phong nhìn Đỗ An một cách hài lòng, "Được, vậy thì làm phiền anh rồi." Trong lòng Ninh Phong thầm nghĩ, chắc chắn sẽ thuận tiện hơn khi xuất hiện với tư cách là Đỗ An so với một sinh viên như mình. Ngày mai ra khu giao dịch để bán chiến lợi phẩm, vừa hai nhân cơ hội này nghỉ ngơi một chút, dù sao sử dụng cấm chú để thăng cấp, không cần lo lắng đến tiến độ và việc bị người khác bỏ lại. Sau khi rời khỏi nhà của Ninh Phong thì trời cũng đã là buổi tối, Đỗ An quyết định ở lại khách sạn một đêm ngày mai sẽ tìm chỗ để thuê nhà. Anh vừa định vào phòng thì có một người đàn ông lên tiếng chào hỏi. Sau đó hai người vào một căn phòng ngồi nói chuyện, khi này người đàn ông giới thiệu mình là Trương ký, là thị trưởng của thành phố Tần Du. Lần trước bí cảnh xâm nhập đa tạ ngài đã ra tay cứu người, tôi muốn biết một chút, ngài có dự định ở lại thành phố Tần Du này hay không? Đỗ An cũng thành thật nói mình đang có ý định ở lại đây. Nghe thế thì Trương ký vui vẻ ra mặt, thế thì tốt quá, đối với một cường giả như ngài, chúng tôi vô cùng hoan nghênh. Đây là giấy chứng nhận đặc biệt dành cho mạo hiểm giả của thành phố, nó có quyền hạn rất cao. Nếu sau này ngài có nhu cầu thì cứ việc nói với chúng tôi chúng tôi nhất định sẽ cố gắng thỏa mãn yêu cầu của ngài. Đỗ An cầm tấm thẻ lên ngắm nghía, dường như đang suy ngẫm điều gì đó. Thấy Đỗ An suy nghĩ thì vị thị trưởng lo lắng, nghe nói trước đây đã có nhiều thành phố khác mời chào Đỗ An, đều bị anh ta cự tuyệt, Tần Du này là một địa phương nhỏ sẽ không bị người ta coi thường chứ. Nhưng lúc này Đỗ An đã cất giấy chứng nhận vào trong người, sau đó nói cảm ơn lòng tốt của thị trưởng. Tôi xin nhận lấy, thị trưởng phấn khởi nắm lấy tay của Đỗ An, ngài không cần khách khí đâu, không cần khách khí đâu. Thật ra Đỗ An giữ tấm thẻ này chính là vì Ninh Phong, anh nghĩ sau này Ninh Phong nhất định sẽ cần sử dụng nó. Vị thị trưởng trong lòng đắc ý, đây là cường giả tứ chuyển, có cậu ta tọa chấn, thành phố Tần Du ngày càng thêm an toàn rồi. Khi này ông ta không hề biết chuyện Đỗ An ở lại đây là vì Ninh Phong, ông ta còn cảm ơn đề nghị của cô ảnh về chuyện này. Sau đó thị trưởng và Đỗ An bắt đầu trao đổi một số công việc, cuối cùng là ông ta biết Đỗ An đang tìm chỗ ở nên là chủ động sắp xếp chỗ ở cho anh. Video đến đây là kết thúc, cảm ơn các bạn quan tâm và theo dõi và hy vọng các bạn sẽ yêu thích video của mình các bạn có thể ấn vào nút đăng ký cũng như chuông để nhận được thông báo video tiếp theo một cách nhanh nhất mình xin chân thành cảm ơn